lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi may mắn phát tài trong ngày chủ nhật này, đó có thể là người tuổi Mão, tuổi Tý hay tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, người tuổi Tý trở nên ghen tị với thành công của bạn bè. Đó tính là tính xấu khi tị kia rất hiền. Khi họ thành công hơn bạn, hãy chúc mừng họ và lấy đó làm bài học, làm kinh nghiệm để học hỏi, nói theo. Như thế, bạn mới có thể thành công được. Khi tâm không tĩnh thì khả năng đánh giá vấn đề của bạn không còn chính xác. Do đó, hôm nay, nếu ai xin lời khuyên của bạn cũng chớ vội đưa ra lời nhắn nhủ. Mộc thủy tương sinh cho thấy, hôm nay, người độc thân nhờ đào hoa vượng mà có thể nhận được tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Bạn nhận được lời tỏ tình từ chính người mà bạn đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Hai người có thể nên duyên đôi lứa từ lúc này. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đừng quá tự cao, cho rằng mình đã biết tất cả. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, quan tâm làm gì những kẻ nói xấu sau lưng bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đánh giá cao cái tôi khiến bạn dễ phạm sai lầm. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, không ai nói trước được điều gì cả. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, chưa nên quyết định khi đang nóng giận. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu. Dường như mọi người rất để ý đến những điều mà tuổi Sửu nói trong ngày hôm nay với vẻ soi mói, bắt lỗi dưới sức ảnh hưởng của không nhỏ của thiên quan. Thế nên hãy thận trọng trong từng những điều bạn nói ra, tránh để rơi vào trường hợp mọi người đánh giá bạn sai vì chính một lời nói thiếu cân nhắc. Ngũ hành xung khắc khiến bạn có cảm giác bất an. Ai biết được tương lai sẽ mang đến điều gì, bạn cũng không phải là ngoại lệ, không thể biết được ngày mai ra sao. Thế nên hãy ngừng lo lắng về những chuyện viển vông đi đã nhé. Theo xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay bạn nên kiêng cự những việc như chôn cất, cưới gà, cho cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trường xuất hành, đóng giường lót giường. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, trở ngại trước mắt chỉ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nói trước bước không qua, đừng quá mong đợi điều gì. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, chớ chuyện gì cũng vội tiết lộ cho thiên hạ hay. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, chuyện của gia đình cần phải rõ ràng, chia sẻ đầy thấu cảm. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tránh những lời nói làm tổn thương người khác. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hôm nay, nhờ có tam hội mà người tuổi Dần nhận được nguồn động viên từ người thân bạn bè. Nhờ đó dù có khó khăn nào trong ngày nay, bạn cũng sẽ sớm tìm được chỗ dựa, những lời an ủi cho mình. Thương quan là lời nhắc nhở cho những người tuổi Dần sớm liều lĩnh. Đây là ngày mà bạn cần phải kiểm tra thật kỹ mọi thông tin mà bạn có được, nên tránh trường hợp thiếu thận trọng, khiến cho bạn không thu thập được những thông tin đúng và giá trị có thể để ảnh hưởng đến kết quả công việc. Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, khiến bạn dễ bị mệt mỏi, căng thẳng và khó thở. Tốt hơn hết là bạn nên nghỉ ngơi kịp thời, nếu không sẽ dễ ốm nặng thêm đấy. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, chớ giận cá chém thớt, hãy bình tĩnh mới mong xử lý được vấn đề. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, những mong mỏi của bạn được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, học hỏi từ những sai lầm khiến bạn nhớ lâu hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, không ai đoán trước được tương lai nên cẩn trọng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nói lời phải giữ lấy lời, nhớ giữ chữ tín của mình. Con số may mắn 9, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão, thực thần mang tới trải nghiệm thú vị cho người tuổi Mão, đôi khi việc tận hưởng hành trình còn hay ho hơn là việc đón nhận kết quả. Thế nên hãy cố gắng để tận hưởng mọi cảm xúc thú vị mà hành trình mà bạn đang lại, chớ nên chỉ chạy theo cái đích cuối cùng. Mộc khí vượng nhắc nhở bản mệnh
cần phải đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe của bản thân. Bạn dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng trong ngày này. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 14 âm lịch, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại trang nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, chớ mong mọi thứ đến quá dễ dàng vì khi đó bạn sẽ không còn quý trọng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, nên kế hoạch quản lý tài chính hợp lý ngay từ hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, niềm vui của bạn xuất phát từ niềm vui từ những người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy độc lập trong suy nghĩ lẫn hành động. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đừng chủ quan với sức khỏe của chính mình. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, đen, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, Mão Thìn tương hại nhắc nhở người tuổi Thìn đừng quá để ý lời nói của mọi người trong ngày hôm nay, có thể họ chỉ vì sơ sót mà thôi. Đặt nặng quá những lời ai đó thốt ra có thể khiến cho bạn bị tổn thương, chạm tự ái và có ngày không vui về chút nào. Nhờ có chính quan mà người tuổi Thìn nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc có đầu có cuối đã giúp bạn ghi được ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Mộc Thổ xung khắc khuyên bản mệnh đừng quá tin tưởng hay cố gắng hy sinh vì ai đó, vì cuộc sống của bạn phải vui vẻ thì người khác mới cảm thấy thoải mái. Đừng vì chị hy sinh rồi nhận về mình nhiều tủi hổ, cuối cùng kết quả chẳng được gì. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đừng vội chê bai ai đó kém cỏi khi bạn còn chưa đủ khả năng đánh giá. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, chọn việc nhẹ nhàng, dễ làm không giúp bạn trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy tránh xa những kẻ có ý đồ xấu với bạn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, những trăn trở của bạn hoàn toàn có lý do. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tình cảm gia đình không mấy hòa thuận. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chính tài đang cho thấy nguồn thu nhập của con giáp tuổi Tỵ dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên mỗi ngày. Có thể cơ hội tăng lương tặng thưởng còn đến với bạn nữa. Hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho các cặp vợ chồng mới làm mới tình cảm của mình để tránh sự nhàm chán. Hai người hãy tìm tới những địa điểm mới, thú vị hơn để cùng nhau có những trải nghiệm hay ho, lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ. Ngày 25 tháng 4 năm 2021 là ngày Nguyệt Kỵ. Mùng 5 14/23 đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ dễ chừng, khó có thể đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, tiền bạc đủ đầy chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, sức khỏe chẳng phải lo phiền. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nếu mệt mỏi hãy dành thời gian để nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, công việc tiến triển thuận lợi, không phải lo phiền thêm. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hôm nay, Mão Ngọ tường phá xuất hiện trong hôm nay, nhắc nhở người tuổi Ngọ đừng đổ tất cả trứng vào một giỏ, nếu không bạn có thể dẫn đến sai lầm. Hãy phân phối thật đều tiền bạc của bạn ra theo những cách khác nhau, như thế bạn luôn luôn có sự chủ động cần thiết về tài chính. Những quyết định liên quan tới tiền bạc của người tuổi Ngọ lúc này rất đáng khen ngợi, có thể một phần là nhờ thiên tài. Bạn biết lắng nghe và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân trước đây để có những quyết định khôn ngoan hơn. Mộc Hỏa tương sinh cho thấy nếu bạn mệt mỏi, căng thẳng thì ngày nay phù hợp để giải bày tâm sự với một nửa của mình. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy nói ra. Dù người ấy không thể giúp gì cho bạn thì chính bạn cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, chăm chỉ tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, không nên thành thật tiết lộ chuyện tiền bạc của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, hãy tôn trọng quyết định của đối phương. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, những quyết định nóng vội có thể là nguyên nhân dẫn đến sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đừng dễ dàng tin theo lời của bất cứ ai. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt
13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, tốt, dần, mùi. Tử vi tuổi Mùi, tam hợp giúp cho con giáp tuổi Mùi độc thân, mở lòng đón nhận tình cảm của người khác giới. Với nhiều cặp đôi, hai bạn sẽ phá vỡ những thói quen thông thường để thử trải nghiệm những hoạt động hẹn hò thú vị cùng nhau. Đây cũng không phải là ngày cho những bước tiến lớn hay cho sự vội vàng hấp tấp. Ngày có thiên quan nghĩa là bạn nên thận chậm lại, quan sát từng chi tiết và có những bước đi thận trọng, như thế thì hiệu quả công việc mới tốt được. Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn không được tốt, đau ốm liên miên. Một phần lý do là kế hoạch ăn uống của bản mệnh không được khoa học. Dường như thích ăn món gì là bạn ăn không ngừng cho tới khi chán mới thôi. Từ vì tuổi Ất Mùi, kim nói lời phải giữ lấy lời thì người ta mới tin bạn. Từ vì tuổi Đinh Mùi, thủy tình cảm gia đình, yên ấm thuận hòa. Từ vì tuổi Kỷ Mùi, hỏa người kinh doanh buôn bán, chớp cơ hội kiếm tiền hiếm có. Từ vì tuổi Tân Mùi, thổ đôi lứa thấu hiểu, tình cảm thêm gần kết. Từ vì tuổi Quý Mùi, mộc sức khỏe có dấu hiệu sụt giảm, cần lưu tâm hơn. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Từ vì tuổi Thân, chính ấn là lúc người tuổi Thân thể hiện năng lực. Ngày hôm nay cần phải hiểu rõ khi nào thì nên nắm lấy trách nhiệm, khi nào thì cần phải giao phó nó cho người khác và tập trung vào chuyên môn. Ôm đùm quá sức không ổn chút nào, nhất là trong những lúc bạn không thực sự dùng sức. Mộc kim xung khắc khuyên bạn đừng đưa ra những nhận xét tiêu cực về người ấy. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, họ sẽ khó thông cảm cho lời nói của bạn, do đó có thể sự căng thẳng này sẽ còn kéo dài. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng nam phía trong phòng, dương và cửa phòng thái phụ, do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo tại nơi này. Từ vì tuổi Giáp Thân, thủy luôn cẩn trọng trong từng quyết định của bản thân. Từ vì tuổi Bình Thân, hỏa gia đình không hoàn toàn ủng hộ quyết định của bạn. Từ vì tuổi Mậu Thân, thổ trong công việc có người nhiệt tình nâng đỡ. Từ vì tuổi Canh Thân, mộc tránh lo chuyện người khác trong khi việc mình chưa xong. Từ vì tuổi Nhâm Thân, kim hai người đối thoại cần phải có người nghe. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, xám, ảnh kim, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Từ vì tuổi Dậu, xem lịch ngày tốt, ảnh hưởng của lục xung khiến cho con giáp tuổi Dậu khó kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn dễ bị kẻ xấu tác động. Nhưng nếu bạn đủ bình tĩnh, sẽ hiểu rằng vấn đề chẳng có gì, có chăng chỉ là người ta suy diễn và buộc tội bạn mà thôi. Tốt hơn hết, bạn nên tránh động đến luật pháp trong ngày này. Thiên ấn hỗ trợ cho người tuổi Dậu có những suy nghĩ mới lạ, điều này có thể tạo ra những nỗi e dè của tất cả mọi người chứ không riêng gì ai. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để bạn khám phá và trải nghiệm, đừng ngại ngần dấn thân hôm nay. Mộc kim xung khắc dự báo chỉ vì chuyện không vui diễn ra trong ngày mà bạn đã vô duyên vô cớ trút giận lên người thân. Người ấy thông cảm cho bạn thì quả là điều tuyệt vời, bạn nên trân trọng người ấy hơn, cố gắng đối xử tốt với một nửa của mình. Từ vì tuổi Ất Dậu, thủy tỉnh táo trong các quy định liên quan đến tiền bạc. Từ vì tuổi Đinh Dậu, hỏa đừng tin lời của bất cứ ai dù là người thân tín với bạn nhất. Từ vì tuổi Kỷ Dậu, thổ tránh nói lời thất lễ với người lớn tuổi trong lúc nóng giận. Từ vì tuổi Tân Dậu, mộc sử dụng tiền bạc vào những mục đích phù hợp, đừng tiêu xài lãng phí. Từ vì tuổi Quý Dậu, kim nên chú ý đến chế độ ăn uống nghỉ ngơi của bản thân. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Từ vì tuổi Tuất, nhờ có lục hợp mà hôm nay con giáp tuổi Tuất nhận được những chỉ dẫn khôn ngoan để bạn có thể tránh được những xung đột, tranh chấp không đáng có. Bạn cũng trở nên sáng suốt hơn khi nhận định tình hình mà mình đang vướng phải để không bị người khác giận dỗi, tức giận. Hôm nay có chính quan hậu thuẫn, táo bạo sẽ có ích lợi hơn nhiều so với thận trọng. Hãy cho mình cơ hội được táo bạo một chút, liều lĩnh một chút và đáp án sẽ có được sẽ khiến cho bạn phải ngạc nhiên. Mộc thổ xung khắc dự báo có rắc rối liên quan tới tiền bạc, nhất là đối với những ai thiếu việc lên kế hoạch cho mọi việc, bao gồm cả tình hình tài chính của bản thân, lại thích tiêu tiền và mua sắm một cách tùy hứng.
Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, đừng bắt chước các quyết định tiền bạc của ai đó. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, chờ trông đợi một người không thuộc về mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, bạn càng phụ thuộc, bạn càng dễ đánh mất bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, dù sao thì bạn cũng cần phải thành thật, đó mới là điều đáng quý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, tâm trạng buồn bực, lo nghĩ, không biết chia sẻ cùng ai. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, tam hợp dự báo người tuổi Hợi độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt từ lâu. Xong, đây chưa phải lúc để bạn vội vàng tiến xa hơn nữa, hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân. Kiếp tài khiến cho người tuổi Hợi hôm nay trở nên lăng xăng và hay đi kiếm chuyện hơn. Rõ ràng bạn không biết mọi câu trả lời, vậy thì đâu là lý do khiến bạn cứ cuống cuồng chiếm sóng? Bạn cần phải học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, thông tin do sự hấp tấp có thể khiến cho bạn mắc sai lầm. Ngũ hành tương sinh là lúc bạn được sống chậm lại, tránh xa những số bù của cuộc sống ngoài kia. Có như thế bạn mới giải tỏa được căng thẳng và vấn đề sức khỏe, như thế mà cũng được cải thiện. Nhưng ai đang bị ốm cũng có cơ hội hồi phục nhanh hơn vào thời điểm này. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, cho nên chủ quan mà bỏ bê sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tránh xa những tác động khiến cho bạn trở nên tiêu cực. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, không ngừng rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn lên. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, hãy nói những lời yêu thương để vun vén tình cảm. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, nhắc nhở bản thân nên tập trung vào những việc cần làm. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp, tuổi nào sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi suôn sẻ trong ngày này? Đó có thể là tuổi Thìn hay tuổi Tuất. Tuổi nào khó tránh khỏi thị phi trong ngày hôm nay? Đó có thể là tuổi Dần hay tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.